Ngày 24 tháng 8, Công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang tạm giữ Nguyễn Ngọc Nguyên, sinh năm 1990, ngụ quận Bình Thạnh, trú thành phố Thủ Đức, để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Theo điều tra, rạng sáng ngày 23 tháng 8, Nguyên đi bộ từ nhà vào hẻm 35, đường 6, khu phố 6, phường Hiệp Bình Phước, thì thấy một căn nhà không khóa cổng nên mở cửa vào trộm xe. Nguyên dắt xe đến đầu hẻm thì thấy có người nên bỏ xe lại rồi quay về nhà. Đến 7 giờ cùng ngày, chủ nhà phát hiện bị mất xe, đi tìm thì thấy chiếc xe ở đầu hẻm. Qua trích xuất camera an ninh, chủ nhà phát hiện Nguyên là kẻ trộm nên báo cho công an. Qua làm việc, Nguyên thừa nhận hành vi phạm tội. Ngoài ra, Nguyên khai ngày 15 tháng 8 đã đột nhập vào một căn nhà cũng ở đường số 6 lấy trộm một xe máy mang đi bán để tiêu xài và sử dụng ma túy. Trích lục hồ sơ, Nguyên vừa ra tù vào tháng 3 năm 2021 về tội trộm cắp tài sản. Hiện vụ việc đang được Công an thành phố Thủ Đức tiếp tục điều tra làm rõ.